Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Nha Khoa An Tâm. Kính thưa quý vị khách hàng, thì một năm mới lại sắp đến và trong cái giây phút hôm nay đó thì Nha Khoa An Tâm rất là vinh hạnh vì ngày hôm nay vừa hoàn tất một ca thay sứ nữa cho chị Hân. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với chị Hân nhé. Dạ em xin chào chị Hân ạ. Chào em. Dạ chị Hân ơi, mình có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho tất cả các vị khách hàng ở đây được không ạ? Chị tên là Ngọc Hân, chị đến từ Mỹ Tho. Năm nay chị 36 tuổi. Chị có theo dõi rất là lâu rồi và có coi trên kênh YouTube của Nha Khoa An Tâm á, tại vì chị cũng muốn làm bên răng sứ này nè. Nhưng mà chị cũng theo dõi nhiều nơi mà chị thấy nơi này có chương trình thay răng kim loại, thay toàn sứ. Thì lúc đầu thì chị cũng không có nghĩ chương trình là có thật đâu, tại vì nó miễn phí hoàn toàn. Đến lúc sau bây giờ chị đi thật sự đi trải nghiệm rồi, chị mới thấy đúng nó là thật và chị đã làm. Thì khi mà mình làm răng sứ kim loại và chị cũng mang trong thời gian 3 năm á, thì chị cảm thấy là mắt thường của mình là như thế nào mà chị cảm thấy là không thích nữa? Tức là nó có cái gì đó nó giả giả, nó không có nhìn vô là biết đó là làm răng sứ kim loại. Thật sự là chị không có ưng lắm. Bây giờ đến đây làm cái sứ toàn sứ này chị cảm thấy nó rất là hài lòng luôn. Nói chung là nụ cười của chị nó tự tin hơn, kể cả nhìn là tự sướng thôi, thích lắm. Dạ vâng ạ. Thì em cũng chia sẻ thêm cho chị Hân là về cái răng sứ kim loại đó, thì thông thường là tuổi thọ của nó sẽ từ 5 cho đến 7 năm, nhưng mà vì cái tính chất là khi mà mình ăn nhai trong một thời gian từ 2 đến 3 năm thôi, thì do tác động với lại axit trong cái khoang miệng mình á, thì sẽ gây là bị oxy hóa, và có thể là chị Hân sẽ cảm nhận là cái chân răng của mình, cái viền nú á, nó có cái độ ánh xanh, hoặc là thậm chí mình mang lâu hơn thì nó sẽ ánh đen luôn. Đó, thì cái đó là cũng là một cái điểm mà không có được khách hàng ưa chuộng lắm ở dòng răng sứ kim loại. Và như chị Hân nói thì một thời gian cũng lâu rồi, nên là chúng ta cần phải đi tu sửa lại cho hàm răng của mình, đúng không chị? Đúng rồi. Mọi người ơi, ai đã từng làm răng sứ kim loại rồi á, không mà nó không được dự ý á, thì mọi người cứ mạnh dạn đăng ký đến Nha Khoa An Tâm. Tại vì hiện tại đang có cái chương trình mà mình đang làm đây, là thứ nhất là không mất thời gian của các bạn quá nhiều, thứ hai là cái quan trọng nhất là cái chi phí là mấy bạn có thể là được giảm tới 99.999% luôn phần trăm. Nói chung là mấy bạn chỉ không có tốn cái gì hết. Mọi người có bao nhiêu cây thì sẽ thay được hết bao nhiêu cây, hoàn toàn hết. Kể cả các bạn làm ở nha khoa nào ngày trước thì bây giờ dẫn đến có thể đến An Tâm để thay lại răng toàn sứ được hết, giống như mình đây nè. Và cũng xin nói cho mọi người một tin vui nữa là ngoài những vị khách hàng nào mà đã làm răng sứ kim loại giống như chị Hân, hay là mình đã làm cái phần răng sứ toàn sứ rồi nhưng mà mình chưa đạt được độ thẩm mỹ, thì mình cũng có thể là đăng ký cái chương trình này. Và một tin vui hơn đó là dù trước đây chúng ta có làm răng sứ ở nha khoa khác, hay là dù bao nhiêu răng, thì Nha Khoa An Tâm cũng sẽ sẵn sàng thay cho mọi người bao nhiêu răng nhé. Chị Hân ơi, thì ngày hôm nay thì em thấy chị nãy giờ chị cười rất là tươi luôn. Dạ, vậy thì chị có thể cho em biết là cái hàm răng này nó có đúng như cái mong muốn, và trước khi mình đi làm răng mình mong muốn một cái hàm răng như thế nào ạ? Trước khi đi làm thì tại vì hàm răng kim loại của chị nó không có đẹp, cho nên chị muốn làm lại đẹp hơn, tự nhiên hơn. Thì khi mà đến đây thay được cái hàm răng toàn sứ này á, thì chị thấy nó đẹp hơn rất là nhiều, hơn cả mong đợi, và nó tự nhiên. Nói chung là chị cảm ơn Nha Khoa An Tâm, cảm ơn những bạn nhân viên trong nha khoa và những y bác sĩ đã rất là nhiệt tình để cho chị có cái hàm răng đẹp và nụ cười tự tin hơn, giống như nãy giờ chị đang cười. Trước khi mà mình thay đổi hàm răng toàn sứ như thế này, thì không biết được là chị Hân có tìm hiểu về những cái thông tin như thế nào là răng sứ toàn sứ không ạ? Thì chị không có biết nhiều về răng toàn sứ hoặc là răng sứ kim loại, nhưng mà chị chỉ suy nghĩ đơn giản là toàn sứ, tức là toàn cái răng là sứ thôi, không có phần kim loại trong đó, thì nó sẽ sử dụng được lâu hơn và đẹp hơn và trong sáng hơn. Thì chị thấy như vậy cho nên là chị quyết tâm đi thay răng toàn sứ. Dạ vâng ạ. Vậy thì nối tiếp cái câu trả lời của chị Hân, thì em cũng xin bật mí luôn cho chị Hân cũng như là tất cả các vị khách hàng ở đây, là khi mà chúng ta làm cái răng toàn sứ thì từ trong ra ngoài đều là toàn sứ,
thì khi mà chúng ta sử dụng cái răng bằng sứ này thì sẽ được cái thời gian tuổi thọ rất là cao luôn. Chúng ta có thể sử dụng được trên 15 năm luôn chị Hân ạ. À, nếu mà chúng ta vệ sinh và chăm sóc kỹ càng giống như răng thật của mình vậy. Và đặc biệt là khi mà chị Hân gắn vào thì chị Hân thấy là có cái độ nhẹ và nó thực tế nó giống như răng thật của mình đúng không chị? Đúng rồi. Thực tế là răng của mình hiện tại là nhìn, nếu như mà không phải là chuyên môn thì mình nghĩ chắc có lẽ là không biết là răng của mình là răng sứ đâu. Nó tự nhiên đến mức mà nói chung là thích lắm. Và đặc biệt hơn nữa là cái phần răng bằng sứ này sẽ tương thích với lại cái mô răng thật của chúng ta hơn. Còn răng sứ kim loại thì đôi khi sẽ có cái phần lõi kim loại thì không tương thích với phản sinh học. Nên là chị Hân cảm thấy là khi mà mình mang răng bằng sứ như thế này thì nó rất là nhẹ đúng không? Đúng rồi, nó nhẹ nhàng mà nó thanh mảnh mà nó rất là tự nhiên luôn. Mình cảm giác nó khác hoàn toàn với lại răng sứ kim loại. Dạ vâng ạ, và đó cũng chính là cái điểm khác nhau lớn nhất giữa răng bằng sứ và răng sứ kim loại nha mọi người. Mình cũng đã trải nghiệm xong cái chương trình của Nha Khoa Tâm, đó là thay răng sứ cũ lấy răng bằng sứ mới tiết kiệm đến 99,9% luôn. Thì chị Hân cảm nhận riêng về chị Hân cảm nhận như thế nào về chương trình này ạ? Chị thấy chương trình này nó có ý nghĩa và nó rất là thiết thực luôn á. Nó quan trọng là nó có thật, người thật việc thật, thật là chị và hàm răng của chị hiện tại bây giờ. Chị cảm ơn chương trình này rất là nhiều và cảm ơn Nha Khoa An Tâm đã tạo điều kiện cho chị để có một cái nụ cười tự tin và thoải mái. Dạ vâng ạ, và em nghĩ là chị Hân là một vị khách hàng thực tế đã trải nghiệm chương trình và chị đang chia sẻ với mọi người. Và chị Hân cũng là người chung tay để giúp cho chương trình này ngày càng phát triển và đưa cái chương trình ý nghĩa là lan tỏa đến với tất cả mọi người. Chị Hân ơi, thì mình có đôi lời nào muốn gửi đến tất cả các vị khách hàng mà cũng đang sử dụng răng sứ kim loại như chị nè, mà người ta còn chưa biết đến chương trình này, thì chị có đôi lời nào gửi đến mọi người không ạ? Em xin gửi tới các bạn đã từng làm răng sứ kim loại mà hiện tại không giữ ý, hoặc là nó có xỉn màu, hoặc là giống như em á, đã từng làm rồi mà đã xỉn màu đó không đẹp á, thì cứ mạnh dạn đến Nha Khoa An Tâm, cứ thay đổi. Tại vì ở đây làm thứ nhất là không mất quá nhiều thời gian của mình và không đau như mình tưởng đâu, rồi kết quả nó lại là rất là đẹp nữa. Cho nên các bạn đã làm răng rồi không đẹp, không giữ ý, hoặc là làm ở nơi khác, hoặc bao nhiêu cây không cần biết, cứ mạnh dạn đến đây để thay đổi giống như mình đã từng thay đổi. Cảm ơn chị Hân vì những lời chia sẻ vừa rồi cũng là cái nguồn động lực cho những vị khách hàng khác để chúng ta có thể biết đến chương trình và đăng ký, để trong mùa Tết này thì mọi người đều có một nụ cười mới, một tấm lòng mới cho răng của mình, để chúng ta có thể có được cái phần sức khỏe răng miệng tốt nhất và nụ cười tự tin nhất. Xin cảm ơn chị Hân rất là nhiều thì chị đã đặt niềm tin ở Nha Khoa An Tâm, và chúc cho chị Hân sẽ cười thật nhiều hơn với nụ cười mới này, và đặc biệt là trong mùa Tết này thì mình có thể là trao đi cái nụ cười của mình. Dạ, xin cảm ơn chị ạ. Và mọi người ơi, thì Nha Khoa An Tâm cũng còn rất là nhiều cái suất ưu đãi này, thì mọi người có thể nhanh tay đăng ký để chúng ta có thể thay đổi răng sứ cũ lấy răng bằng sứ mới tiết kiệm đến 99,9%. Và hẹn gặp lại mọi người trong những số quay tiếp theo của Nha Khoa An Tâm.